Nào, bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn tiếp tục chúng ta về phần vo kép, về phần từ vựng. Nào, chúng ta sẽ nhìn cho cô ở trong bắt đầu phần câu 1 đầu tiên. Các bạn có Many children don't appreciate what they have. Đây, chấm chấm. Rất nhiều bọn trẻ, đấy, các em nhỏ thì không có biết ơn về cái điều mà các bạn ấy có. Đấy, họ coi nó là điều hiển nhiên, dĩ nhiên. Thì chúng ta sẽ có cái cụm từ là coi là dĩ nhiên. Đó chính là take it for granted nhé. Các bạn sẽ dùng đây cho câu số 1. Take it for granted. Cụm này có nghĩa coi là hiển nhiên, coi là dĩ nhiên. Nào, tiếp theo sang câu 2. She is a very đo đó pianist who can play piano well. Cô ấy là một người chơi piano chấm chấm, người có thể chơi piano rất giỏi. Đấy, thì mọi người sẽ hiểu ở đây là người chơi piano xuất sắc nha. Thì các em sẽ có câu 2 đây sẽ là accomplished. Đó, giỏi thành thạo. Rồi nào, tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang câu 3. Vietnamese man tend to look for a young woman from a good family. Là gì câu này nào các bạn? Ôi. Câu này của chúng ta là những người đàn ông Việt Nam thì có xu hướng tìm kiếm người phụ nữ trẻ mà có chuẩn mực là tốt, đứng đắn. Đấy, đến từ gia đình mà có nền tảng tốt. From a good family. Đó. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đây câu số 3 nhá mọi người nha. Đây, respectable. Respectable. Tức là các bạn sẽ hiểu từ respectable này ở đây em sẽ hiểu từ này chính là good. Nhá, nói chung là good girl, a good woman, ok mọi người. Đấy. Nhá, từ này có nghĩa là tốt, đứng đắn, có phẩm giá. Nha, ok không? Dignified. Ok, yes. Nào, tiếp theo mọi người sẽ chuyển sang câu 4 nào. Nowadays, ngày nay giới trẻ đấy thì bị sao nhỉ? Đấy, với rất nhiều các thiết bị online để học và thư giãn, có nghĩa là bị ngập tràn. Nhưng mà mang nghĩa tốt thì cũng được, nhưng mà đây chúng ta sẽ hiểu từ overwhelmed để sẽ được hiểu như kiểu là too much đấy, có nghĩa là quá nhiều đầy rẫy ra, không biết kiểm soát thời gian đấy, vừa học vừa chơi kiểu thế, nhưng mà chơi quá mức quy định. Cho mọi người sẽ có đây là số 4 nhá, là overwhelmed. Rồi, đấy. Nhá, từ này mọi người sẽ hiểu là bị lấn át hoặc quá mức, quá nhiều. Nào, tiếp theo các bạn chuyển sang câu 5. Through hard work and chấm chấm, he worked his way up to the top. Là nhờ có cái việc mà lao động chăm chỉ và sự kiên trì nhá, thì anh ấy đã có thể dần 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 là gì đây, vươn lên vị trí dẫn đầu. Đấy, thì các em sẽ có đây là số 5 này, Perseverance. Đây này có nghĩa là sự kiên trì. Nào, tiếp theo số 6, she earns a chấm chấm salary, which helps her to be able to raise all her family. Là cô ấy kiếm được một cái mức lương ổn, tốt. Đấy, và có thể giúp cho cô ấy nuôi được cả gia đình. Nào, các em sẽ có đây là chỉ là số 6 nhá. Respectable salary. Respectable salary. Mức lương ổn. Thầy có sẽ để mức lương khá nhá, mức lương khá ổn. Nào, ok. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang số 2. Số 2 đây là gồm các từ ý là immigrants, densely seekers, fluctuation, sanitation. Lần lượt bắt đầu số 1.
có rất nhiều issues, là các cái vấn đề mà có thể gây ra cái sự thất thường, tăng giảm thất thường, gây ra sự dao động, biến động ở trong nguồn thủy sản. Đấy thì em sẽ có ở đây là gây ra sự biến động thất thường. Đấy thì mình sẽ dùng cho cô ở đây là fluctuation nhá. Từ đấy có nghĩa là sự dao động. Đây, one, fluctuation. Đây thì các em sẽ hiểu đây, từ này có nghĩa là sự dao động. Nào, tiếp theo sang câu 2. Job chấm chấm nowadays should learn one more language, know how to use a computer and have expertise knowledge in that field in order to have better career prospects. Là những người đi tìm việc nhé mọi người. Đây sẽ là câu số 2 này. Job seekers. Những người đi tìm việc ngày nay thì nên học thêm một ngôn ngữ, biết cách sử dụng máy tính và có kiến thức chuyên sâu ở trong lĩnh vực của họ để có thể có được triển vọng nghề nghiệp tốt hơn. Nào, tiếp theo sang câu 3. Câu 3 là các em sẽ hiểu là Mongolia. Mongolia, đấy, là quốc gia mà ít dân nhất trên thế giới. Đấy, có số lượng người cư ngụ là ít nhất. Thì chúng ta sẽ dùng đây số 3 là densely populated, là mật độ dân số đấy. Nhá, đây, mật độ dân số. Nào, tiếp theo sang câu 4 nào. Since many. Đấy, rồi. Nào, số 4 này chúng ta sẽ dùng immigrants cho cô nha. Đấy. Đây, điền vào đây này nha. Immigrants. Những người nhập cư nhá. Người nhập cư. Cái này mang nghĩa là gì? Bởi vì rất nhiều những người nhập cư họ đang có kế hoạch là chỉ ở tạm thời thôi, only temporarily. Thế nên là họ thường muốn làm thêm giờ để mà kiếm thêm nhiều tiền. Đó. Rồi. Nào, tiếp theo xem câu 5 nhé. Many illnesses in these temporary refugee camps are the result of inadequate doctors. Rất nhiều những bệnh tật ở những cái nơi tị nạn tạm thời, đấy, là kết quả của cái sự vệ sinh không đầy đủ, thiếu hụt đấy. Inadequate là thiếu. Thì chúng ta sẽ hiểu cho cô là do sự vệ sinh thiếu. Sanitation có nghĩa sự vệ sinh. Đấy nhá các em nhá, hoàn thành xong số 2 rồi nhá. Nào, tiếp theo sang số 3 này. Số 3 các từ. Đấy. Preservation, renewable disposal of suit regarded. Nào, bắt đầu số 1. Công nghệ xanh thì sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Đấy, những nguồn năng lượng này thì không bao giờ mà có thể bị thay thế. Đấy, rồi. Thế thì mọi người sẽ hiểu là sử dụng nguồn năng lượng mà lúc nào cũng có thể làm mới được. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ dùng cho cô là renewable. Nào, tiếp theo sang câu 2, we believe that the conservation and of natural resources and habitats should be part of technological and economic development. Chúng tôi tin rằng là sự bảo tồn và của các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đấy thì mọi người sẽ có ở đây là vị trí số 2 là từ preservation, là sự bảo tồn nhá. Preservation. Sự bảo tồn và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nơi ở thì nên là một phần của sự phát triển công nghệ và kinh tế. Tiếp theo các em sẽ chuyển sang câu 3 nào. Scientists are becoming more and more concerned about how to waste safely. Là các nhà khoa học thì ngày càng lo lắng về cái cách mà có thể xử lý phế liệu một cách an toàn. Các em có từ xử lý
xả thải nhá, để mọi người sẽ có đây số 3 này, là dispose of, thì đây có nghĩa là xử lý. Rồi tiếp theo số 4 nào. Nowadays food safety issues as one of the most important problems people, especially those in developing countries, have to face. Là ngày nay các vấn đề vệ sinh thực phẩm thì được xem như là nhá, được xem như là chúng ta dùng are regarded as một trong số những cái vấn đề quan trọng nhất mà con người đang phải đối mặt, đặc biệt là những người mà ở các quốc gia đang phát triển. Đấy, rồi thế thì các bạn sẽ sử dụng ở đây là regarded as, okay, cho nên để ở đây là developing countries này. Đấy, đang phải đối mặt. Nào tiếp theo sang công số 5, các bạn thấy luôn. Nào ở quốc gia đang phát triển thì cái việc mà giảm thiểu cái khí thải chấm 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 thì có thể đạt được bằng cách đó là thay thế các cái bếp truyền thống bằng các cái bếp và lò sưởi sử dụng nhiên liệu sạch và nhiên liệu thay thế. Đấy thì các em sẽ thấy là gì? Là giảm các cái khí thải do than gây ra, thì mọi người sẽ hiểu từ soot emissions ở đây có nghĩa là muội than nhé. Đấy, các em có đáp án đấy là của câu số 5. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần số 4. Cách từ ở đây overcome, competed, hopeless, misfortune và obsessed. Bắt đầu câu số 1. After getting used to my prosthetic legs, sau khi quen với đôi chân giả nhá, prosthetic có nghĩa là giả, thì tôi là đã bị vô dụng ấy, có nghĩa là tôi không thể chơi được bóng đá nữa. Thì các em hiểu là mình không thể chơi được nữa rồi thì chúng ta sẽ dùng từ hopeless nhá. Đấy. Và muốn chơi bóng đá giống như là những bạn nhỏ khác cùng độ tuổi. Tiếp theo sang câu 2 nào các em, câu 2 này. I felt so chấm chấm and scared that I thought I would drown. Đây, số 2 đây là obsessed. Tôi cảm thấy rất là ám ảnh, sợ hãi. Nghĩ rằng là tôi sẽ chết đuối, drown chết đuối này. Tiếp theo số 3 này, Bruce giúp tôi là để có thể vượt qua nỗi sợ của tôi, tức là giúp mình vượt qua nỗi sợ của mình. Thì từ vượt qua này, đây chúng ta sẽ dùng cho câu từ overcome nha. Overcome có nghĩa là vượt qua. Đó, vượt qua chấm chấm chấm. Tiếp tục các bạn sẽ chuyển sang câu số 4. Vào năm 2012 thì tôi chấm 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 trong cuộc thi ở địa phương đầu tiên. Đấy thì em sẽ có đây là tôi cạnh tranh thi đấu, I competed, cạnh tranh nhá. Rồi tiếp theo số 5, đừng cho phép cái sự bất hạnh và cái sự tàn phế khuyết tật ấy. Đấy, những cái sự không có khả năng đấy, là cản đường bạn trên con đường đi đến thành công. Chúng ta có get in your way to, có nghĩa là ngăn cản. Đấy thì chúng ta sẽ dùng từ misfortune là sự không may mắn. Nào, tiếp theo bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta về phần từ loại nhé các em. Bắt đầu câu số 1 này. High crime rate is considered to be the worst effect of... chúng ta có tỷ lệ tội phạm cao được coi như là một cái ảnh hưởng xấu nhất của sự đô thị hóa nhé. Thì sự đô thị hóa chúng ta sẽ cần dùng danh từ vị trí khi mà sau giới từ. Sự đô thị hóa là urbanization. Đấy. Nào tiếp theo sang câu số 2 này. Khu công nghiệp thì các khu công nghiệp đang phát triển rất là mạnh mẽ ở các khu vực đô thị. Các em có khu công nghiệp nhá, các bạn sẽ sử dụng là
Industrial zones là các khu công nghiệp. Đây chúng ta dùng từ loại đây với vị trí là tính từ. Nào tiếp theo sang câu số 3. The new album, album mới là một trong số những thành tựu lớn nhất của anh ấy. Anh ấy bán được 50.000 phiên bản mà chỉ trong tuần đầu tiên. Và các em có được từ mang nghĩa là thành tựu nhé, thì sẽ là achievements. Đó, từ này chúng ta sẽ hiểu là thành tựu. Nào, tiếp tục. Các bạn sẽ có kiến thức là one of the, còn tên cộng danh từ số nhiều, mang nghĩa là một trong số những. Một trong số những. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 4 nhé. Hardworking and chấm chấm students should be given more opportunities to develop their skills. Là những sinh viên mà chăm chỉ và có tài đấy thì nên được trao nhiều cơ hội hơn là phát triển các kỹ năng của họ. Và các em sẽ có từ gợi ý ở đây là từ talent, và chúng ta sẽ cần sử dụng tính từ là mang nghĩa là có tài năng nhé. Các bạn dùng cho cô là talented. Đó, có tài năng. Nào tiếp theo sang câu số 5. Câu số 5 gợi ý là từ generous là hào phóng. Don't allow other people to take advantage of your chấm chấm. You should learn to give wisely. Đừng cho phép những người khác tận dụng cái sự hào phóng của bạn. Đấy, bạn nên học cách cho đi một cách khôn ngoan. À, chúng ta sẽ có từ generous tính từ, các em sẽ biến thành danh từ cô nhá. Danh từ của chúng ta sự hào phóng sẽ là generosity. Đây, generosity, sự hào phóng. Nào, tiếp theo sang câu số 6. Born in 1988, được sinh ra vào năm 1988, thì Lê Thanh Thủy được trao huy hiệu, danh hiệu đúng rồi, đấy, là công dân trẻ tuổi xuất sắc Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Và năm 2006, một năm sau, một năm trước khi mà cô ấy qua đời. Thế thì mọi người sẽ có ở đây là mang nghĩa bị động nhá, và mang nghĩa bị động ở đây là was awarded. Đấy, chúng ta sẽ dùng phân thứ hai ở đây nhá các em. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 8 nào. Câu 8 này thì chúng ta sẽ được học là so felt. Cụ thể tức là nếu mà nguyên dạng của nó là to feel thì chúng ta sẽ đi về tính từ mang nghĩa là cảm thấy như thế nào nhá, cảm thấy chấm chấm. Các bạn sẽ hiểu đây là hopeless, là vô vọng. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 8. Before the Industrial Revolution in England, the majority of the population were employed as chấm chấm laborers. Là trước khi mà cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh nổ ra thì phần lớn dân số là được thuê là những cái người dân lao động làm về nông nghiệp thôi ấy. Thì chúng ta sẽ cần dùng ở đây là tính từ thuộc về nông nghiệp là agricultural nhá, là thuộc về nông nghiệp này. Đó, thuộc về nông nghiệp. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 9 nha cô. Students can easily their short-term memory with no unnecessary information. Là các bạn sinh viên ý, thì thường là bị quá tải nhá. Nó sẽ vào từ load này. Và chúng ta sẽ dùng một động từ là từ overload. Quá tải cái trí nhớ ngắn hạn với những cái thông tin không cần thiết. Nó là kiến thức gì mình cũng nạp vào ấy, nên là mình bị quá tải. Mà biết sao bây giờ, tại vì thấy kiến thức nào cũng hay. Phải không các bạn? Đó. Nào, tiếp theo sang câu 10 nhá. Đấy, Alexander Dugin, người mà có sự nghiệp chấm 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 trong ngành y học. Thế em sẽ hiểu là có một sự nghiệp lỗi lạc nhá. Chúng ta sẽ có đây là danh từ, trước danh từ là tính từ, và các bạn sẽ dùng từ lỗi lạc là từ distinguished. Đó, mang nghĩa là lỗi lạc.
À, đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng. Đó là cống hiến cả cuộc đời ông ấy cho người nghèo và người bị ốm.